Ok, mến chào 200 em đã quay trở lại với lại channel của Hùng Barber Sharing nha. Hôm nay Hùng sẽ ở cái cương vị là tiếp tục là một người tường thuật gián tiếp cho anh em nha. Hôm nay người thực hiện trong cái video này đó chính là Long Lẫn. Đây, chính là gương mặt của Long Lẫn anh em nha. Long Lẫn là một thanh niên học nâng cao với mình. Và cái thời điểm mà bạn ấy cắt quýt bò đầu này, nó rơi vào tầm bạn ấy đã học được hơn một tuần. Thì anh em cùng xem cái quy trình làm việc của Long Lẫn xem là có ok không nha. Quả đầu ngày hôm nay Long thực hiện đó chính là cắt xanh kê lược xung quanh hai bên và uốn rút phổ nha anh em nha. Việc đầu tiên Long làm đó chính là Long sẽ đi định hình cái phần trên hai bên sai, cũng như sau khi mà mình đã có hai bên sai nó chuẩn rồi đấy, sau khi có cái độ dài chuẩn cái phần sai trên cùng ấy, thì bắt đầu là Long sẽ kê lược thẳng đấy, Long sẽ kê lược thẳng, úp lược, kê lược các thứ, tất tuần tuột các cái thao tác mà gọi là anh bạn này và anh ấy áp dụng vào đấy, làm đủ các cái thể loại thao tác, làm cho nó thiên biến vạn hóa quả đầu này đi để làm sao cho nó đẹp nhất có thể anh em nhá. Đó, đối với lại những cái người mà kiểu như là anh em có cái nghề sẵn rồi thì cái việc mà chúng ta cầm cái cây lược nó thuận theo cái ý của mình nó rất là quan trọng nha anh em nha. Thì đối với lại bạn Long này, bạn ấy cầm cái cây lược, cầm theo cái cách cầm của bạn ấy nó đã rất, nó đi theo với bạn ấy nhiều năm tháng rồi, thế nên là mình sẽ không khuyến khích là bạn ấy cầm lược theo của mình đấy. Bạn ấy cũng muốn cầm lược theo của mình nhưng mà mình bảo là hãy cầm như thế nào cho nó thoải mái là được. Cái quan trọng nhất là cái quy trình làm của em nó phải chuẩn đấy, quan trọng nhất là cái quy trình làm của em nó phải chuẩn thôi đấy. Sau khi mà bạn ấy đã xử lý xong được cái khung thành rồi thì bắt đầu là bạn ấy sẽ đi chấn viền giống như là cái quy trình của Mạnh Hùng đã từng làm em nhé. Đó, chấn viền thì cứ theo cái chiều tóc mà anh em làm đấy, nghĩa là tóc nó mọc xuôi thì anh em chấn xuôi, tóc mọc ngược thì anh em chấn ngược, thế thôi, đơn giản thế thôi đấy. Sau khi mà chúng ta sẽ chấn viền xong thì bắt đầu là chúng ta sẽ chuẩn bị những cái bước tiếp theo đấy. Bước tiếp theo, anh em nào mà chưa có cái những cái cây lược thần thánh cũng như là những cái con chấn viền nó sắc nét thì anh em có thể là liên hệ với Mạnh Hùng đấy, liên hệ với Hùng để anh em có những cái đồ nghề tốt nhất em nhé. Ngoài lược thần thánh không có cán thì Mạnh Hùng còn có làm sao ạ, lược thần thánh có cán và những cái tông đưa chấn viền Andit hoặc là Babylit quá là sắc bén luôn em nhé. Đấy, sau khi mà hoàn thành xong hai cái phần khung thành nó ngon nghẻ rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ đi sử dụng một cái cữ 1,5mm như thế này, xong bắt đầu là chúng ta sẽ dùng cái đầu lược ấy, chúng ta gại nhẹ nó đi để cho nó tạo ra cái hiệu ứng táp bơ nhẹ, hoặc là chúng ta vẩy tông như bạn Long này bạn đang làm đây. Đấy, làm bằng cách nào cũng được, thiên biến vạn hóa để làm sao nó phù hợp nhất đối với lại bản thân chúng ta em nhá. Đó, em thấy ok chưa? Khi mà đã có đủ cái xung quanh rồi đấy, thì bắt đầu là chúng ta sẽ hạ phần tốp xuống và chúng ta xử lý phần tốp thôi. Phần tốp này thì chúng ta sẽ đi định hình lại cái đường khuôn viền đấy, để cho nó đúng với lại cái độ dài mà chúng ta mong muốn. Tí nữa chúng ta uốn ruffle làm sao cho nó đẹp nhất. Và cái kiểu tóc uốn ruffle nó cái quan trọng nhất đó chính là chúng ta không được tỉa cái lúc mà chúng ta cắt như thế này mà chúng ta chỉ cần làm sao đi định hình lại độ dài phần trên tốp, cũng như là chúng ta sẽ đi kiểm tra lại cái sợi thò sợi thiếu, sợi thọt sợi thụt của cái phần tóc ở trên tốp này để chúng ta cắt làm sao cắt nó về bằng nhất, nghĩa là bằng nhất đấy, không tỉa nha. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ không được tỉa, còn nếu như mà tỉa thì là hỏng hết đấy anh em ạ. Cứ cắt bằng lên đấy, đơn giản như đan rổ từ bên này qua bên kia.
Sau khi mà chúng ta đã có cái độ dài ok rồi, xung quanh rồi, thì bắt đầu là chúng ta sẽ đi dâng 8 phương 10 hướng lên. Xong bắt đầu chúng ta sẽ đi cắt phần trên này em nha. Đấy. Cắt phần trên để cho nó làm sao nó về một cái độ dài thống nhất, cũng như là cắt hết những cái tóc thừa, tóc lôm chôm lìa chìa, tóc thỏ, tóc thụt, cắt hết để cho nó về bằng nhé. Đấy. Tí nữa chúng ta uốn thì nó sẽ không bị làm sao, không bị thò, không bị sợi thò, sợi thụt, sợi ngắn, sợi dài. Và sau khi mà uốn xong, khi mà nó đã ra cái thành quả cuối cùng ấy, thì bắt đầu chúng ta, đấy mới là cái lúc chúng ta đi tỉa lại em nhá. Đến lúc đấy chúng ta tỉa lại thì nó sẽ là đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Ok. Đấy, anh em thấy chưa? Ông này ông quay kéo như hàng thợ luôn. Anh em nào mà cần những cái cây kéo như ông này ông đang quay vừa nãy thì cứ liên hệ mình nha. Đó. Còn để mà uốn được đẹp nhất kiểu tóc uốn ruffle này thì anh em cứ sử dụng cái dòng thuốc uốn Maro cho mình. Bởi vì trước đây mình dùng nói chung là cũng phải hơn 1 năm, gần 2 năm cái sản phẩm Obsidian. Gần 1 năm cái sản phẩm cái gì nhỉ? Bebop, đấy, thuốc uốn Bebop này, thuốc uốn Obsidian. Nói chung mình dùng hết rồi. Dùng hết các cái loại uốn trên đời này rồi. Nhưng mà đến cuối cùng là dòng uốn Maro này thì là dừng chân luôn. Dừng chân luôn nha anh em nha. Đấy, bởi vì cái thuốc uốn Maro này nó vừa không có nhiều mùi. Mùi thì chắc chắn nó có rồi. Nếu mà bảo không có mùi thì là nói phét. Đấy. Còn cái mùi nó rất là nhẹ. Quan trọng nhất là cái độ xoăn cũng như là độ giữ xoăn ấy, sau khi mà khách hàng người ta dùng ấy, và sau khi người ta quay trở lại tiệm, người ta làm lại cũng như là uốn lại hoặc là cắt lại, thì mình thấy là cái độ xoăn của nó giữ là khá là lâu. Đấy, thế nên là mình mới khuyên anh em là dùng con này, dùng con thuốc uốn Maro này. Đấy, ok đấy, quá ok luôn. Và ở trong cái phần uốn này nhá, thì nó vẫn giống như là những cái video trước mình có hướng dẫn cái quy trình làm cho anh em. Thì cái lúc mà chúng ta vặn cái tép tóc ấy, thì chúng ta luôn luôn vặn theo chiều kim đồng hồ. Còn khi chúng ta đưa cái sợi kẽm vào chúng ta làm thì luôn luôn là ngược theo chiều kim đồng hồ. Cứ thế mà làm, đơn giản cực kỳ luôn. Và nhớ là chọn cái kẽm nó to to một chút nhé. Nhớ là chọn cái kẽm to to một chút. Và anh em nên nhớ là cái kẽm ấy là luôn luôn là nó sẽ quấn xung quanh, bao bọc lấy sợi tóc. Đấy, anh em hiểu không? Nghĩa là chúng ta vặn, lúc mà chúng ta vặn ấy, là cái sợi tóc ấy nó sẽ đi theo cái kẽm. Chứ có nhiều anh em đã học nhá, là mình cứ để cái sợi tóc ấy nó quấn lên cái thân cái kẽm thì nó lại không phải. Đấy, thì nó lại không phải. Nếu như anh em làm theo cách của mình, còn không biết là anh em học ở đâu thì không biết. Còn nếu xem video này làm theo cách của mình thì cứ làm theo cách của mình đi. Đấy. Nghĩa là cái sợi tóc nó phải quấn lên thân cái kẽm, chứ không phải cây kẽm nó quấn lên sợi tóc. Đấy, anh em nhớ nhá. Khi mà chúng ta kẹp chắc cái sợi tóc lên cái thân kẽm ấy, thì bắt đầu là chúng ta chỉ có di chuyển cái sợi kẽm thôi, để buộc cái sợi tóc ấy nó phải theo cái thân kẽm. Thế cho nó nhanh, dễ hiểu anh em nhá. Đấy, đây này kết quả này. Đấy. Và anh em nhớ là cái xung quanh cái phần giáp lai với lại cái phần sai ấy, thì anh em nên dùng lô tròn nhé. Dùng lô tròn nhé. Để cho nó cụp lại. Để cho nó cụp lại. Còn đây này. Sau khi mà chúng ta làm xong, nó sẽ có cái thành quả như thế này. Đấy, thành quả như thế này. Đây là mình hoàn toàn sấy khô bung bằng tay nhé. Khi mà anh em làm đến cái công đoạn này thì anh em nhớ chuẩn bị cho mình một con kéo tỉa ngon. Và sấy nó bung hết ra. Anh em không cần phải lắp loa sấy để làm cái gì cả. Cứ sấy bung hết bằng cái đầu mỏ máy sấy. Cứ sấy bung hết ra. Đấy, không cần phải sấy loa lủng gì hết. Xong đầu mà mình lấy kéo tỉa mình tỉa đi xung quanh. Thế là xong. Cực kỳ đơn giản thôi. Sấy cho nó... À quên. Tỉa như này để cho nó làm sao hai cái bên sai cho nó ôm vào. Đấy, để cho nó ôm bớt vào. Bởi vì là cái phong cách của mình không thích nó xòe ra. Hai cái bên sai ấy, mình không thích nó xòe ra.
anh em uống giúp phổ thì khả năng là sẽ có anh em thích nó xòe ra, nhưng mà mình thấy nó xòe ra cái đầu khách hàng nó rất là to, nhìn nó như cái cây lấm ấy, thế nên là mình mới dùng cái lô tròn để mình uốn cho nó ôm vào cái phần giáp lai với lại cái hai bên sai. Đấy, xong bắt đầu là uốn xong nhá, mình lại bắt đầu mình lại đi tỉa lại để cho nó ôm một cách tuyệt đối luôn. Đấy. Và cái quan trọng nhất ấy là anh em phải chọn cho mình một cây kéo tỉa. Nói chung là kéo nhất đồ nhì nghề. Thứ nhất là kéo tỉa, thứ hai kéo cắt, thứ ba là thụ uốn. Chọn cho nó chuẩn vào nhá. Chọn nó chuẩn vào. Khi mà chúng ta có những cái đồ nghề chuẩn rồi thì chúng ta làm nó rất là ok, làm rất là dễ thôi nhá. Ok. Sau khi mà mình đã làm xong tất cả rồi, bắt đầu mình sẽ sử dụng một chút sáp và mình đánh đều lên. Xoa hết lên trên tóc luôn. Đấy, khi mà có một tí sáp rồi thì anh em thấy không? Rất là ok luôn. Nó tạo thành cái loạn luôn. Thì cái lúc mà mình làm nó dễ hơn. Lúc mà mình chụp ảnh và quay phim những cái giai đoạn tiếp theo ấy, nó dễ hơn, nó nhìn nó đẹp hơn. Và ở đây mình sẽ dùng đối với lại những cái chất tóc này, đối với những cái kiểu xoăn này thì mình sẽ sử dụng những cái dòng sáp Bumet nha anh em nha. Đó, ok chưa? Đấy. Cảm ơn tất cả anh em luôn đồng hành cùng với lại team của Mạnh Hùng Barber Salon và những anh em trong tiệm cửa hàng của mình. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.